Chào anh chị và các bạn, tôi là Trung Kiên của TTT Việt Nam. Hôm nay tôi đang có mặt tại công trình nhà anh Thái thuộc địa phận Ba Bể, Bắc Cạn để hoàn thiện những bước cuối cùng và kiểm tra lại công trình trước khi bàn giao lại cho gia chủ. Công trình nhà ở của anh Thái là công trình biệt thự 2 tầng với hệ mái Nhật, một trong những hệ mái rất là phổ biến hiện nay ạ. Như các bạn thấy phía bên sau, phía đằng sau, hệ mái của nhà anh Thái gồm có những phần chính là phần mái chính, các mái sảnh lao vào, mái váy và mái cổng tạo nên một khối rất là hài hòa, nhìn rất đơn giản và lại hiện đại các bạn nhé. Công trình mái Nhật nhà anh Thái thì được sử dụng bằng thép siêu nhẹ kinh chớt được công ty TTT Việt Nam cung cấp và lắp đặt. Phần ngói của công trình được sử dụng là phần ngói bê tông các bạn nhé. Công trình nhà anh Thái thì sử dụng hệ kéo đủ liên kết 100% bằng ốc vít và không hàn xì các bạn nhé. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn tư vấn tìm hiểu về ngói Nhật bằng thép siêu nhẹ, quý vị và các bạn hãy liên hệ với tôi, Trung Kiên của TTT Việt Nam hoặc số hotline phía bên dưới để được chúng tôi hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn các bạn.